là cái feel rồi đúng không? Mà lát đánh sạc mình mới biết. Một là do feel kéo này ra đó. À đẩy lên để kéo ra đúng không? Ừ, đúng rồi. Giờ kéo ra đúng không? Kéo ra. Kéo ra. Đó là kéo lại cái trạng thái cũ đi. Rồi. Này là mình cái này là mình thay mâm. Này ở ở ngoài sau nó có một cái chân là để cho mình có cái lực. Dạ đúng rồi, học nó có cái hành trình nó tự động. Không, cái đó là nó là chạm sạc. Pin này nó phải là pin ắc quy. Pin này nó là pin là thử xuyên là cái dạng không phải là pin ắc quy. Dạ đúng đúng đấy. Đây cái này. Đó. Đúng rồi, dạ đúng rồi, chính xác đó. Dạ. Đúng rồi, cắm sạc. Nhưng mà nó là tự động làm chứ không phải là mình phải cắm như cái của mình. Hết cái gì tắt sạc rồi xong đó. Rồi. Cái thể tích của cái này là chứa được bao nhiêu? 24 lít là châm đầy. Trong đó, quá trình mà xài trong cái này là qua đây. Nó hốc nước dơ lên qua đây. Nó dơ xuống dưới lọc dơ lên qua đây. Cái bình này, vô cái túi này. Nó lọc xuống. Túi này là rác. Lọc rác, nước ra ngoài. Xong rồi nó tái tạo xong rồi qua đây, qua hai bình này. Nó qua tiếp liên tục. Nó tuần hoàn lại, đứng xài. Nhưng đến mức dơ nào đó thì nó báo lỗi. Giống như hồi nãy là báo lỗi, nó không làm được thì mình phải xẻ cái nước này đi. Em thấy bình thường nhưng các bạn không biết là khó đó, cho nên phải chỉ đúng rồi. Bây giờ nó chạy nè. Nó được nắm cái cách vệ sinh hai cái này lúc nào vệ sinh được cái này như thế nào không? Mình phải đặt. Em đi hết bước này đi. Thải hai bên ra. Ở bên này nó có một cái van này, bên này. Mình kéo lên thì nước từ bên đây sẽ tràn ra bên đây. Nếu bên đây thì nó sợ bên đây. Nhà tôm thì lúc nào mà trả được? Nước đó, thấy cọc giá thì mình sẽ thêm chút nước vô. Có đâu, dòng đến nhà tôm thì lúc nào cũng được. Cái tôm giống như mình rửa lần đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó sạch thì tôm. Dạ, 14 giờ. Xong mình tháo ra ra. Dạ. Cái này là mình xài tay không ạ? Dạ, không tùy anh ạ. Mình sử dụng tay thôi. Mà cái thay thế thì... Dạ. Nhà con phải sửa rửa nó đó. Dạ. Chứ còn không có cái nút để mà bấm để mà nó xả. Dạ. Ở đây hiện tại giờ là mình đang thao tác vệ sinh bằng tay. Nếu mình có cái cốc mà tự động á thì cái việc này là nó làm tự động luôn. Tức khi nó chạy vào đó rồi là nước dơ tự động lấy ra và nước sạch tự động cấp vào. Đó một cái đó gọi là thấy được. Nó sẽ là duy trì. Đây. Đây là cái thanh này. Cái thanh này là khi kéo ra là nó sẽ đi qua bên đây bộ lọc. Cái này là hết nước rồi để mình coi cái bộ lọc. Giờ ta thay vệ sinh bộ lọc nó. Hai cái bộ lọc. Hai cái bộ lọc. Đây. Đây là cái lắp mốt để duy trì. Hai của mình là có hai cái này nữa không? Còn cái này đã giá. Nhưng mà nó luôn cũng hết ha. Mình gắn vào một cách mà để ngược lại như vậy nó dễ hơn không? Cái nào anh? Không, thực tế là anh để cho đây thì mình lắp cũng dễ. Để vậy đúng không? Đó là hai bàn nhau mà. Hai nào cũng vậy? Bàn nhau mà. Đó, cái nào cũng vậy, đúng rồi. Đó. Đó anh Tân anh lập lại cái động tác này.
lắp vô cái hành trình này. Cái này là mì khô vậy thôi, chứ không có ẩm ẩm à. Bấm Thank you.